Đáp Ơn xin đón chào tất cả quý vị đang đến với chương trình Ngôi Sao Tình Yêu. Ngôi Sao Tình Yêu. Chương trình Ngôi Sao Tình Yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Sunrise Media thực hiện và được phát sóng vào lúc 21:30 tối thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh đồng hành cùng với nhà tài trợ bộ đôi người mụn Vanessa Agni nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn đời xa và láng mịn của Sâm Pharma. Ngôi Sao Tình Yêu. Từng mầm, nhân vật chính ngày hôm nay là một người rất biết làm đẹp cho bản thân mình, từ ngoại hình, tính cách cho đến tài năng của chính cô ấy. Wow. Xin mời quý vị và Từng Mầm hãy đón chào Lê Mai Hằng. Xin chào tất cả các bạn khán giả của Ngôi Sao Tình Yêu. Mình tên là Lê Mai Hằng, đang học chuyên ngành quản trị kinh doanh ở trường Đại học Ngoại thương ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà Hằng song song với đấy thì cũng có một đam mê với nghệ thuật. Đó cũng chính là lý do mà Hằng đang xin bảo lưu một năm để vào Sài Gòn để trải nghiệm và thỏa mãn niềm đam mê nghệ thuật của Hằng. Đó chính là mẫu ảnh và diễn viên tự do. Thường thì những người xung quanh thường nhận xét Hằng là một cô gái cá tính, độc lập, ưa thử thách, mạo hiểm và có một sự đáng yêu, nhí nhố. Tiêu chuẩn bạn trai của Hằng thì đơn giản lắm, chỉ cần là bạn không lăng nhăng này, không nói dối và tôn trọng Hằng đồng đều về mặt tâm hồn. Xin chào Lê Mai Hằng, nhưng mà chính ngày hôm nay chào anh chị ạ. Sáng dễ thương, đáng yêu, mảnh mai, khả ái và thân hình nó thiệt sự ra là bốc lửa lắm luôn. Đúng vậy, Mai Hằng, em nói là em bảo lưu kết quả học được một năm để tập trung vào sự nghiệp. Vậy còn tình cảm em bảo lưu bao lâu rồi? Em bảo lưu cũng khoảng 2 năm rồi ạ. À, chà. Em ơi, ơi. Thường thường người ta bảo luôn một năm mà còn qua năm thứ hai là người ta bỏ luôn hồ sơ. Hiểu không? Giờ em 2 năm rồi, liệu rằng cái hồ sơ nó một cũng em. Nhưng mà em nghĩ rằng ở trường đại học tình yêu của em thì lúc nào cũng sẵn sàng chào đón em nếu mà em có tâm về nó. Mong là hai người giúp em để hôm nay tìm ra một chàng trai nào đó phù hợp ạ. Vâng, hãy sẵn sàng đến với vị trí đặc biệt để ngắm nhìn năm ngôi sao của chúng tôi. Xin mời. Ngôi Sao Tình Yêu. Tại vị trí này, bạn đã thấy được năm bóng dáng của năm chàng trai, chắc chắn sẽ là năm cá tính, năm điều chia sẻ đang được đón chờ. Nhưng mà bây giờ là họ cũng đang rất muốn lắng nghe đôi điều tâm sự đến từ người đẹp Mai Hằng. Em quê quán ở đâu nè? À, em thì quê quán của em là ở Hải Phòng, nhưng mà em sinh ra ở Hà Nội ạ. À, công việc của bạn thì mọi người cũng đã biết rồi. Còn về tình trường thì sao ta? Lúc mà đợt lên đại học ấy thì 2 năm em mới chỉ yêu một người. Rồi một người. Vâng, xong từ đấy đến giờ là vẫn đang single. À, trước khi đại học cũng cả chục người hả? Không, trước khi đại học thì bí mật. Là trước 18 tuổi, bé chưa 18 mà bé có vẻ lành về. Tại hồi đấy mình còn trẻ con ấy, tình yêu vỡ xít thì không tính. Ừ, mình phải tính những cái tình cảm chững chạc. Dạ. Còn những thành tích bạn đã gặt hái được trong suốt quá trình làm việc và học tập? Thôi mà em học cấp 3 thì em có tham gia khá là nhiều cuộc thi ạ. Đợt đấy thì em học chuyên Pháp ở trường Hà Nội, Amsterdam. À, vâng, trường Amsterdam. Hà Nội Amsterdam, vâng. Thì em có tham gia cuộc thi là Amsterdam Talent và em đã được giải quán quân ở đấy ạ. Quán quân. Quán quân. Quá giỏi luôn. Sau đó thì lên đại học Ngoại thương thì em bắt đầu chuyển sang tiếng Anh ạ. Em có thể chào năm anh trên đây bằng một câu tiếng Pháp được không? Bonjour tout le monde. C'est très heureux de vous rencontrer ici. Vỗ tay, mặc dù chúng ta chỉ nghe được tiếng bonjour. Giống như là hello everyone, it's really nice to meet you. Ôi, đẹp mà còn giỏi ngoại ngữ nữa chứ. Hằng nè, hồi nãy chị có nghe em giới thiệu là em tạm gác lại cái việc học của em một năm để em hoạt động nghệ thuật. Thì chắc là ngoài cái ở trong trường ra thì em còn hoạt động gì ở ngoài nữa hay không? Đã có, em nhớ là vào năm 2017 thì em có tham gia một cuộc thi là Hot Face và em đã được vào trong top 10 Hà Nội ạ. Từ đó đến giờ thì em hoạt động như là một người mẫu và diễn viên tự do và có tham gia khá là nhiều quảng cáo cũng như đóng các MV ạ. Ồ, một cô gái rất là tài năng và năng động. Như vậy định hướng tương lai của bạn sẽ là điều gì? Em muốn sử dụng những kinh nghiệm mà mình có trong nghệ thuật kết hợp với cả những kiến thức và trong ngành quản trị kinh doanh của em học trên trường để mình tạo ra một ví dụ như là một doanh nghiệp cho riêng mình để em làm chủ. Nào, hãy quay trở lại với Ngôi Sao Tình Yêu với năm cánh sao đằng xa kia. Theo chiều kim đồng hồ, vị trí đầu tiên sẽ là chàng trai số 1, đó chính là Nguyễn Văn Nam. Chào Nam. Lời đầu tiên xin cho mình gửi lời chào đến tất cả các quý vị khán giả trong trường quay ngày hôm nay cùng hai anh chị MC và người đặc biệt nhất trong chương trình ngày hôm nay, bạn Mai Hằng. Chào anh ạ. Đương nhiên rồi, cô ấy quá nổi bật. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Nam, đến từ Hà Nội. Công việc hiện tại của mình là IT và Digital Marketing. Và bên cạnh đó thì mình còn là một hướng dẫn viên du lịch tự do. Anh chàng này vừa mới giới thiệu vài thông tin thôi, tôi đã thấy được một số tín hiệu trùng khớp. Nào là Hà Nội, quản trị rồi marketing. Với những điểm tương đồng này, không biết là Mai Hằng có câu hỏi nào muốn đặt ra cho anh bạn Nguyễn Văn Nam không? Theo như em thấy về lúc nãy anh giới thiệu thì em có ấn tượng với các chuyên ngành của anh ạ. Cho nên em tự hỏi là không biết là anh học trường đại học gì và có thành tích gì ấn tượng không ạ? Mình học trường Đại học Việt Nam, Hungary. Thành tích của mình là những cái phát minh sáng tạo ở trong trường thôi.
Nam nè, năm nay bạn được bao nhiêu cái xuân xanh rồi? Năm nay em 25 xuân xanh nữa. Chiều cao? 1m74. Cân nặng? Cân nặng tầm 60 ạ. Dạ, cao 1m74 mà cân nặng 60 hả? Hơi gầy một chút. Hơi gầy một chút đấy. Mà không sao, dân IT làm việc nhiều mà anh, mình không cảm được. Sở trường và tài lẻ của bạn là gì? Sở trường của em là liên quan đến những cái ngành mà em tiếp xúc marketing với khách hàng. Và cái sở đoản của em thì chắc cũng chính là sở trường luôn. Bởi vì nhiều khi cái mình sở trường thì mình sẽ quá tự tin về nó. Bây giờ không biết là ở những phần cuối này bạn có câu nói nào đó gây ấn tượng mạnh đối với nữ chính hay không? Mình muốn gửi đến nữ chính một câu: 10 lạng tương tư 2 lạng rượu mới dám tỏ tình, 5 cân thương nhớ 1 biển yêu, hẹn tương phùng. Thì chúng ta cùng ở Hà Nội đúng không? Mình rất là mong sẽ có dịp được đưa Hằng đi đến những nơi mà Hằng thích. Yeah. Và tiếp theo chúng ta sẽ giao lưu với lại bạn đứng ở cánh sau tình yêu số 2. Đó là bạn Vũ Quý Trọng. Chào bạn Trọng ạ. Ohayou gozaimasu. Hai, watashi wa Trọng to moshimasu. Kotoshi wa 25 sai desu. Shukushin wa Hoshimichi desu. Anh kêu mình đi ra hay đi qua gì đó? Và nói chung là đây là ngôi sao tình yêu phiên bản Nhật. Lần đầu tiên thì em gửi tới anh Hoàng, chị Tuyền cũng như là bạn Hằng và toàn thể khán giả đây là chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ đó, trời ơi, dễ đi vô gặp người hơn nè. Em tên là Vũ Quý Trọng mà hiện tại em đang sống ở Việt Nam và ngôn ngữ em đang học là tiếng Nhật ạ. Dạ. Chà, đa ngôn ngữ ha. Em tốt nghiệp trường đại học tài chính ngân hàng được 3 năm rồi. Hiện tại công việc của em là giáo viên tiếng Nhật ạ. Tốt nghiệp trường tài chính ngân hàng mà lại làm giáo viên tiếng Nhật, lại đi theo sư phạm. Thật sự là cái đó em học là vì ba mẹ em thích cái điều đó. Nhưng mà tới năm thứ 2 thì em phát hiện ra là em phù hợp với tiếng Nhật và em bắt đầu học tiếng Nhật. Em đã đi theo con đường tiếng Nhật tới bây giờ và em cảm thấy đó là đam mê của em ạ. Đó, một người trẻ biết sống theo đam mê, đó mới là một người có tự chủ và có lập trường. Và khi được gặp gỡ nhân vật chính của chúng tôi là Lê Mai Hằng, cảm xúc của bạn ra sao? Hãy thể hiện tình cảm đi nè. Trước khi bước vào cái ô này thì em đã thấy bạn Hằng từ xa rồi. Thật sự là em chỉ nhìn từ phía sau thôi. Cảm giác như là có cái gì đó thân thuộc, hy vọng nếu mà có duyên thì mình sẽ tiếp tục phát triển trên con đường sắp tới nữa. Không biết là với một giáo viên tiếng Nhật như vậy thì về cuộc sống tình trường của anh như thế nào vậy ạ? Học sinh nhiều lắm em. Học sinh nữ không á? Đúng rồi. Thật sự là tới bây giờ thì nói chung là mối tình chính thức thì là em vẫn chưa có. Chỉ là tìm hiểu, nói chung là dừng trên mức tình bạn hơn một xíu thôi. Chưa có người nào thật sự là phù hợp với mình. Thật sự là cái mẫu hình của em á, nói chung là cao thấp hay là mập ốm, lớn tuổi hơn hoặc là nhỏ tuổi hơn 2-3 tuổi thì cái đó là không quan trọng. Quan trọng là cái thứ nhất, cái tính cách bên trong, người đó có hiểu mình hay không. Cái thứ hai là kiểu như là phải hơi nhây nhây xíu chứ đừng quá là nghiêm túc. Tại vì em thấy tính em là nó hơi bị nghiêm túc. Mà hai đứa nghiêm túc về nữa là coi như là nó buồn chậm lắm. Nó phải sóng gió giống như là cái tính. Nó phải gặp gỡ anh. Dạ đúng rồi ạ. Vậy là bạn dường như tìm thấy nửa mảnh ghép hợp của mình rồi đó. Dạ. Nhiệm vụ của bạn Quý Trọng ngày hôm nay là phải chinh phục được Mai Hằng nha. Dạ. Mà muốn chinh phục là phải thể hiện sở trường hoặc là sở đoản hoặc là tài lẻ gì đó của mình đi. Thật sự là sở trường em không có, nhưng mà tại vì em là đang làm trong môi trường là về giáo dục. Cho nên là những bạn học sinh của em á, đa số là bằng tuổi em. Mặc dù là em chưa có trải qua mối tình nào, nhưng khi mà các bạn gặp thất tình hay như vấn đề nào đó thì em tư vấn. Mà tư vấn mấy bạn rất là ok nha, tư vấn rất là chính xác nha. Dạ, dạ. Ngộ lắm nha, mấy bạn ế làm giáo sư tư vấn tình yêu hay lắm. Em hiểu sao em mới mà em tư vấn rất là ok mấy bạn gỡ được cái nút thắt của mình. Và từ đó mấy bạn có thể là tiếp tục cái con đường tình yêu của mình. Mà em thì vẫn ế như xưa ạ. Vẫn ế như xưa ạ. Quý Trọng nè, học ngoại ngữ cái cách mà học nhanh nhất là hát tiếng mà chúng ta đang theo đuổi. Thì không biết là bạn hay biết hát tiếng Nhật không? Dạ, thật sự là tới đây em cũng chưa có chuẩn bị về bài hát tiếng Nhật ạ. Em có một cái câu ai wa ano ota gai o mitsume koto de wa aku. So desu ne. Ano tomo ni onaji hoko o mitsume au koto de aru to omoimasu. Là tình yêu không phải là hai người nhìn về phía nhau mà là hai người cùng nhìn về một hướng ạ. Bây giờ hãy chào đón chàng trai thứ ba. Ai chá, nhìn cái vóc dáng xa xa thấy có vẻ vạm vỡ đây. Xin chào bạn Trần Quang Thái. Quang Thái xin gửi lời chào tất cả các bạn ở trường quay và chào hai MC. Và riêng một bạn đặc biệt nữa là Mai Hằng. Em là đẹp mãi mãi trong mắt của anh. Em là đẹp mãi mãi trong mắt của anh. Trời ơi, thả thính liền luôn. Ghê thiệt á. Chưa kịp hỏi luôn á. Mà duyên dáng luôn chứ. Cái độ duyên dáng nó tỷ lệ thuận theo cái số ký của anh này nè. Quang Thái ơi, bạn nặng bao nhiêu ký vậy? Trước lúc mà mình bị thất tình á thì mình cũng có 110 ký à. Wow. Rồi sau thời gian trải qua mình không có suy nghĩ đến chuyện tình yêu đó nữa, cũng 2 năm rồi. Thì bây giờ hiện tại mình có 101 ký thôi. Vậy cũng xê xích được 10 ký rồi. Là cũng tạ hen.
Nghề nghiệp của bạn Quang Thái là gì nào? Nghề nghiệp của Quang Thái là hiện đang kinh doanh địa ốc. Dạo này cũng có lấn sân qua cái lĩnh vực của nghệ thuật. Sẵn dịp đây, Thái cũng xin nói cho bạn Mai Hằng biết là Thái lớn tuổi và đã từng trải rất là nhiều, chắc chắn để lo được cho gia đình và được hạnh phúc mãi mãi sau đến trọn đời. Mà kinh nghiệm ổn không? Dạ, kinh nghiệm sống thì coi như là rất là ổn và rất là quan tâm và rất luôn là lo lắng. Mỗi khi mà em đi trời mưa, anh bảo đảm anh lấy cái thân hình này anh sẽ che chở cho em không ướt mưa. Mà anh bị ướt mà. Vượt trội về ngoại hình, vượt trội luôn cái kỹ năng chinh phục nữa. Giờ em chia sẻ thiệt đi, tính đó thì hiện tại cân nặng của Tiền Mặt là bao nhiêu? Hơn bạn này có 16kg à. Trời, hơn 16kg là 117 hả? Oh wow. Nhớ phải trừ bì nha. Mà rõ ràng không? 117kg mà cô ấy vẫn có chồng, vẫn sinh con, vẫn hạnh phúc, vẫn xinh đẹp như bao người. Không sao mà, quên là mình tự tin là được. Em nghĩ rằng là nếu mà là tình yêu của anh thì sẽ chấp nhận anh dù anh có mập hay béo hay ốm hay gầy ạ. Nói chung thì anh cũng rất là tự ti. Mà mỗi lần thấy cô gái nhỏ xinh xắn á, mình rất là thích. Mình muốn nói chuyện, nhưng mà nói chuyện nói thôi anh ơi, em không muốn làm quen với anh đâu. Làm quen với anh là đè em chết. Đè em chết. Thôi. Đó, nên là mình rất là tự tin. Cá nhân em thì em thấy là anh rất là dễ thương và vui tính ạ. Và em nghĩ rằng là đấy là một trong những tố chất mà các cô gái sẽ thích. Thái ơi, bạn có thể nào chia sẻ thêm chút xíu về cái tình trường của bạn được không? Mối tình đầu của mình á, và lúc đó thời đó thì cũng không có mà vụ mà điện thoại bấm mà lướt lướt giống như bây giờ. Chứ ngày xưa là cứ lâu lâu đi ngang viết lá thư quăng vô. Lâu lâu ngang viết lá thư quăng vô. Mà thường thường là mấy người lớn lụm không à. Hay quá phụ huynh ơi. Nên sau thời gian này phụ huynh mới hiểu được cái nỗi niềm của mình. Thì nói chung là cũng có quen bạn đó, rồi cũng tương tư, cũng khóc thầm. Rồi cuộc đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đó, cuối cùng mối tình đầu cũng không bao giờ thành. Tội nghiệp tình đơn phương. Chắc chở quá vậy. Mối tình thứ hai lại là yêu đơn phương. Nữa hả? Đúng, yêu đơn phương nhưng mà nhầm phải em gái mưa. Mình hợp nhau đến như vậy, thế nhưng không phải là yêu. Nên cuối cùng đoạn trường đứt đoạn. Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Rồi tiếp theo đó là bao nhiêu mối tình nữa bạn? Thái đã tròn đã trải qua hai mối tình. Hai mối và tình. Mãi cho tới bây giờ mình cũng không dám yêu ai hết. Và mình đã khép lòng lại rồi. Nhưng mà hôm nay đến chương trình Ngôi Sao Tình Yêu, Thái lại một lần nữa mở cánh cửa mình ra để đón một người bạn rất là dễ thương giống như Mai Hằng ở đây. Yeah, cảm ơn bạn rất nhiều, rất là chân thành, mộc mạc, dễ thương. Thế em muốn hỏi anh Thái một chút về định hướng, về sự nghiệp cũng như là kế hoạch cho gia đình tương lai của anh thì như thế nào ạ? Hiện tại là anh có đủ khả năng để lo cho một gia đình, một cái mái ấm vững chắc cho đến trọn đời của mình. Bà Quang Thái tuổi con gì ạ? Mình là tuổi Ất Sửu là 85. Đó, 85 Ất Sửu, năm nay. Em cũng là xỉu luôn. Ô, thế là xỉu hai con trâu à, hợp lắm đó. Và bây giờ thế là một cái phần thể hiện tài năng của bà Quang Thái. Thái chọn xin thể hiện một câu cải lương. Sầu anh mong tình là gì Hằng ơi hãy nói đi, nói cho anh bớt cơn sầu bi. Wow, rất ấn tượng. Nào, lời nói cuối cùng chốt thật đẹp đi nào. Hy vọng em sẽ là của anh. Em sẽ là của anh. Chúc các bạn thành công. Và đến với cánh sau tình yêu thứ tư, đó là bạn Trần Phạm Minh Tiến. Lời đầu tiên gửi tới hai MC duyên dáng ngày hôm nay và bạn nữ vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, và một lời chào và trân trọng và tốt đẹp nhất. Tiến tên là Trần Phạm Minh Tiến, đến từ thành phố Hồ Chí Minh và Tiến đang kinh doanh về lĩnh vực cho thuê phòng trọ. Tiến yêu thích về thú cưng, là đam mê về kinh doanh và mong muốn là lúc nào cũng được bên cạnh người mình yêu thương. Như vậy là cái công việc đó nó có bận rộn lắm hay không ạ? Cũng không có bận rộn gì mấy, nếu như mà mình có cái lý do nào đó để mà mình có cái động lực sắp xếp cho người mình yêu thương. Trước đây bạn đã sắp xếp được bao nhiêu lần với những cái tình cảm của yêu thương của mình rồi? Khoảng 2 lần. Chia sẻ nhẹ nhẹ cái 2 lần đó đi nào. Lần đầu tiên thì mối tình đầu tiên mình quen 4 năm. Sau đó thì sự cố mình và người ấy không thể tiếp tục đi chung cái đoạn đường còn lại nữa. Mối tình thứ hai khoảng là nửa năm thôi,
vì mình thấy những cái điểm mà mình không phù hợp với nhau. Và ngày hôm nay không ai phù hợp hơn bạn Mai Hằng. Hãy chinh phục cô ấy bằng một câu nói chân thành của bạn đi nào Tiến ơi. Mình cũng mong rằng tới đây là được gặp được Mai Hằng là một cái duyên. Còn có nợ hay không á là do đợi Mai Hằng quyết định. Quan trọng là sự chân thành và sự thể hiện của bạn trong suốt chương trình ngày hôm nay. Sở trường của bạn là gì nào? Chinh phục người đẹp không nào? Tiến xin trình bày một ca khúc Không Gì Có Thể Thay Thế Em. Và anh thầm ướt dâm chiếc gối để em ôm trong giấc mơ. Anh hứa sẽ giữ mãi tình cảm kia của riêng mình. Anh ước chỉ có thể mãi bên em người ơi với anh. Không gì có thể thay thế. Không gì thay thế em hết. Đó là một thông điệp rất hay mà bạn đã để lại. Và bây giờ ở chàng trai cuối cùng vị trí thứ 5, đó chính là Lý Châu Toàn. Lời đầu tiên xin chào anh Hoàng, chào chị Tiền, chào Hằng và chào tất cả mọi người đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay ạ. Em tên là Lý Châu Toàn, 22 tuổi, hiện tại đang là một diễn viên tự do. Trẻ nhất ngày hôm nay luôn đó. Lại còn làm cùng nghề với em nữa. Mình có thể đồng cảm với cả nhau và hiểu thông cảm cho nhau khi mà có những cái chuyện nảy sinh trong công việc. Hằng ơi, dạ. Em vào đây để em tìm động lực phải không? Vậy động lực đó làm nè. Anh đáng yêu đấy. Bạn đang nói được câu đó hay gì vậy? Tại vì lúc nãy là Hằng có giới thiệu là vào đây để cũng muốn tìm một động lực đó. Nào, hãy gửi gắm một tình cảm nào đó bằng một câu nói chân thành nào. Ngoài nghiện rượu và thuốc lá thì cái nghiện tiếp theo của anh chính là em. Rượu thì làm anh hư gan, thuốc lá thì làm anh hư phổi. Nhưng yêu em, máu của anh cứ thông và lúc tắc. Bởi vì em chính là máu lúc nào cũng lấp đầy trái tim của anh. Em chính là máu lúc nào cũng lấp đầy trái tim của anh. Ghê thiệt. Và bài thơ vừa rồi được mang tên Yêu Em Khô Máu. Yêu em tính chân thành luôn á, yêu em tính giọt máu cuối cùng luôn cưng à. Không biết thì anh muốn là gu bạn gái tương lai của anh sẽ như thế nào ạ? Cô không biết trả lời sao nữa, tại vì 22 năm anh vẫn ế. 22 năm anh vẫn ế. Chưa một mối tình bất bại à? Chưa một mối tình bất bại. Tôi không tin. Nhưng mà em nói thật. Chưa kể còn làm diễn viên nữa, chắc là phải nhiều em theo lắm ấy. Đúng rồi ấy. Thì có thể là có em theo nhưng mà mối tình thì chưa có. Cái gu yêu tương lai của mình sẽ như thế nào? Chắc chắn là sẽ lùn hơn mình. Mập vẫn được. Làm cùng nghệ thuật thì dễ hơn. Tuổi tác nhỏ hoặc bằng hoặc lớn hơn vẫn được. Quan trọng người đó có suy nghĩ và thấu hiểu. Và bây giờ sẽ là phần thể hiện tài năng sở trường của chính bạn. Xin mời. Chắc tặng cho em một câu hát nhưng mà hát dở thì em đừng có chê. Không sao, em hát cũng dở lắm. Em ơi em ở lại. Ở lại với anh đi em ở lại. Bông hoa xinh ngoài vườn nhà giờ cũng đã sơ sơ bông hoa lụi tàn. Thật nhiều đớn đau mà người lo lắng đâu rồi. Hay thế mà vở hát không hay đừng có chê. Chết rồi, muốn về lắm mà nghe anh hát sao về đây, ở lại liền chứ sao giờ. Ngôi sao tình yêu. Và bây giờ vòng xoay may mắn của ngôi sao tình yêu xin được phép bắt đầu. Ở vị trí số 1 đầu tiên là anh chàng Nguyễn Văn Nam, chàng trai đến từ Hà Nội. Đây là một trong những ứng viên nặng nề nhất và anh ấy sẽ hứa là đưa Mai Hằng đến bất cứ nơi nào mà cô ấy muốn. Và đứng ở vị trí số 2 đó là bạn Vũ Quý Trọng, chàng trai rất là am hiểu tiếng Nhật và nó là cái hay dạy bộ môn tiếng Nhật và đặc biệt nha có kinh nghiệm về kinh doanh kinh tế đó, tài chính và giáo viên. Còn chàng trai ở vị trí thứ 3 đó chính là Hoàng Thái, vui tính, hài hước, dễ thương, chất phác. Và với số ký hơn 1 tạ của mình, nó tương đồng và tỷ lệ thuận với tình cảm anh ấy luôn muốn được che chở cho người mình yêu. Và đứng ở vị trí thứ 4 đó là bạn Hương Tiến, một ông chủ kinh doanh trong cái lĩnh vực phòng trọ là đương nhiên là kinh tế sẽ ổn định. À. Và chàng trai cuối cùng ở vị trí thứ 5 đó chính là Lý Châu Toàn, trẻ tuổi nhất ngày hôm nay. Và anh ấy chưa có một mối tình bắt vai nào trong suốt hơn 22 năm qua. Ai sẽ là người được ngôi sao tình yêu lựa chọn? Vòng xoay vẫn đang quay và chắc chắn nó sẽ dừng lại ở vị trí số 3. Vị trí số 3. Một trong những nhân vật mà chúng tôi đang rất mong chờ để được thấy lộ diện. Xin chào anh Văn Thái. Xin chào MC và chào tất cả các bạn cùng chơi và chào một người đặc biệt Mai Hằng của anh. Của anh. Dạ trai gấp quá. Hoàng Thái 3 phút để thể hiện tình cảm chân thành của mình. 3 phút bắt đầu. Anh sẽ thể hiện bằng cái lời hát. Tay nắm tay
trong tim sao không nói nên lời. Vì biết mai ta sẽ xa rời nhau. Sao biết hay vậy? Xa rồi. Đừng tiến đưa nhau chỉ cho lòng anh rối bời. Nhìn thấy em anh đang đo sầu lo. Mai cách xa nơi đây em hãy gắng đợi chờ. Tàu sẵn đi đưa anh ra quán nơi mù sương. Còn bóng em cô đơn trong chiều đông giá lạnh. Lòng nghẹn ngào đôi ta xa nhau từ đây. Hết. Ngộ ha. Thường ta tỏ tình ta hát mấy bài mà tình cảm, tình yêu, tình đương, thả thính này nọ. Còn anh này hát từng dòng sông ly biệt. Thì thấy người ta có điểm khác biệt ạ. Nói chung anh là người từng thất bại trong chuyện tình yêu. Và anh đã thất bại được 2 lần rồi. Lần thứ 3 này anh được. Không muốn thất bại nữa. Và anh phải cố gắng giữ. Giữ làm sao mà trong tim mình vẫn còn hình bóng của Mai Hằng ở đây. Yeah. Và cho dù sau này anh với em không có duyên nợ thì anh vẫn ở mãi phía sau để nhìn thấy em được hạnh phúc. Nói thế này ai mà nỡ chứ. Em sao ơi, người ta chốt lưỡi đầu môi đó. Em nghĩ sao đánh vậy, tâm lý. Đương nhiên em là diễn viên thì đương nhiên ảnh phải nhìn thấy em rồi. Tại vì em cũng phải đi diễn nữa mà. 3 phút giao lưu cũng như là chinh phục của bạn Quang Thái cũng đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là phần đặc biệt danh. Thật là đáng yêu, ấn tượng. Thời gian đặc biệt danh bắt đầu. Biệt danh đầu tiên là wow. Chính xác. Thái tròn duyên dáng, vô cùng duyên dáng, dễ thương và hài hước. Biệt danh thứ hai là mở. Em mở. Dễ thương. Cái tên này cũng đáng yêu này. Cái tên này rất đáng yêu. Bạn Thái thích tên này không ạ? Bé mở. Thích kêu bằng bé lắm. Tại được trẻ mà. Rồi, xin mời quý vị đến với tên gọi thứ 3. Wow. Anh mập hoang dại. Anh mập hoang dại. Như như có ai đó nhìn thấy được sâu thẳm trong trái tim của anh ấy hay cuộc sống của anh ấy có đôi phần hoang dại. Có nghĩa là cái lúc nãy mà cái cách mà anh ấy thể hiện với em thì em thấy rất là mạnh mẽ và cuốn hút. Thì có thể là nó thể hiện ra một chút cái gì đó mà bạn ấy cảm giác là hoang dại. Đó chính là top 3 những cái tên ấn tượng mọi người dành tặng cho Quang Thái. Nhưng bây giờ quan trọng hơn hết là nữ chính chúng tôi là Mai Hằng nhìn nhận và đặt tên anh Quang Thái là như thế nào đây. Xin mời biệt danh của Mai Hằng dành cho Quang Thái. Anh mập hài hước. Ghê thiệt. Như vậy là cái góc nhìn của bạn khá tương đồng với khán giả. Dạ. Sự duyên dáng hài hước nè. Bởi vì em nhìn thấy anh ấy là một người thu hút em nhất ở đặc điểm là hài hước ạ. Và cái sự khéo léo và tinh tế của anh nó được thể hiện rất là linh hoạt qua sự hài hước của anh. Đấy là điều em rất thích ạ. Cảm ơn Mai Hằng. Wow. Đã có rất nhiều điểm sáng rồi. Hy vọng anh ấy sẽ tiếp tục có cơ hội ngay sau đây. Cơ hội này đến từ lời góp ý của tất cả mọi người. Có hoặc không, tạo cơ hội cho anh ấy bước vào vòng trong tìm hiểu Mai Hằng. Quang Thái có xứng đáng được trao cơ hội bước vào vòng trong hay không để tiếp tục tìm hiểu Mai Hằng? Có hoặc không mà thôi. Ba, thời gian bình chọn kết thúc. Ngay sau đây ngôi sao tình yêu sẽ tổng hợp kết quả. Wow. 30% có, 70% không. Đó là ý kiến của mọi người. 30% mà rõ ràng là cũng có rất nhiều người ấn tượng với anh chàng này. Nào, đưa ra quyết định cuối cùng của mình nha. Bạn có đồng ý hay không? Xin mời kết nối với ngôi sao tình yêu. Trả lời đi, có hay không? Thật cẩn thận, thật cẩn thận với quyết định của mình. Có, đồng nghĩa với việc anh ấy bước vào trong tạm biệt 4 chàng trai còn lại. Nói không thì cơ hội
may mắn sẽ dành đều cho bốn chàng trai ấy. Và kết quả là trời ơi, lại tiếp tục một lần nữa qua cái chữ tình đơn phương không buông tha anh rồi. Thôi ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ rụ hồng. Anh thông bang, bang, anh thông cảm cho nói em đường nói đường đường anh đêm thứ xưa đốt thành cho ta. Ok ok, em có được giải thích lý do không ạ? Cho em một lời giải thích. Có nghĩa là em cảm thấy rằng là em chưa sẵn sàng có một cuộc sống ổn định. Em vẫn muốn là tung bay, chạy nhảy và đi ra ngoài cuộc đời để trải nghiệm. Và take risk có nghĩa là chịu rủi ro ấy ạ. Cho nên là em cảm thấy là lứa tuổi của em với cả anh ý thì chưa thực sự hợp nhau cho lắm. À, đó là những điểm mà bạn Mai Hằng cảm thấy nó hơi rủi ro trong chuyện tình cảm này. Nên thôi, mình phải dừng lại ở bước tình bạn thôi. Nhưng mà anh Quang Thái, giữ đúng lời hứa. Dù kết quả như thế nào, anh vẫn luôn đứng sau lưng em để nhìn em hạnh phúc. Nên bây giờ bạn hãy cứ đứng tại chỗ để chờ đón xem những phần tìm hiểu và hẹn hò sắp tới của Mai Hằng như thế nào nhé. Ngôi sao tình yêu. Chàng trai đầu tiên phải nói lời tạm biệt đó chính là Quang Thái. Cơ hội tiếp tục quay trở lại với bốn chàng trai còn lại. Dành cho bạn thể hiện chính mình bắt đầu. Hằng ơi, dạ. Lúc nãy mình có lướt qua nhau á, em có tin về tình yêu sét đánh không? Em không biết, anh thử thuyết phục em làm em tin đi ạ. Nếu như em không tin á, thì bây giờ em tin được rồi đó. Tránh xa ra, tránh xa ra, sét đánh chúng bây giờ. Thật sự nếu như là em muốn có một tình yêu an toàn á, thì chắc không phải là anh, vì anh là người chưa từng trải trong tình yêu. Nếu em muốn mạo hiểm trong tình yêu, em vẫn muốn là tung bay, chạy nhảy và đi ra ngoài cuộc đời để trải nghiệm. Và take risk có nghĩa là chịu rủi ro ấy ạ. Thì anh sẽ sẵn sàng bên em. Bởi vì anh sẽ cười cùng em, khóc cùng em. Và trái tim của anh sẽ là của em. Quá trời quá đất rồi. Quá trời quá đất luôn à. Thế nếu mà bây giờ thì anh có lời gì muốn nói với em không ạ? Để thuyết phục là có thể là mình sẽ đi được tương lai với nhau. Trước mắt là chúng ta có một điểm chung, đó là tình yêu nghệ thuật, và chúng ta có thể thấu hiểu được cho nhau trong những điều đó. À, và một câu cuối thì trước khi tới chương trình, em có đem chìa khóa không? Cho anh mượn mở cửa cho team anh nha. Ủa, bộ chìa khóa nhà em bản năng hả cưng? Em có thể mở được chìa khóa và cái cửa của hàng xóm luôn hả? Không phải, vấn đề là cái ổ khóa làm cái trái tim nó bị đa năng, anh hiểu không? Là chìa nào vô cũng được hết. À, cái chìa nào đút vô cũng được hết cưng. Wow, ổ khóa được rồi nha em. Đó là chìa khóa mà chính tay Hằng mở. Chỉ chính tay em mở thì mới mở được thôi. Chỉ chính tay em mở thì mới mở được thôi. Cái điều mà anh nói ra thì em đều thấu hiểu và thông cảm được. Có thể là do mình xem tuổi hoặc là mình cùng có chung một niềm đam mê. Đấy cũng là những thứ mà rất là ấn tượng với em. Và em thực sự là bị cảm động bởi cái đấy. Em cứ chọn anh đi. Mặc dù vai anh không đủ rộng, nhưng mà đủ để che chở cho em. Đủ để che chở cho em. Liên tục lia lịa luôn. Mày cứ liên tục kiểu cứ bắn bắn với người em. Cứ sao xuyến làm sao. 3 phút lãng mạn đã kết thúc. Bây giờ là thời gian để thứ ba ra đặc biệt dành cho anh chàng này. Sẵn sàng để chúng ta tổng hợp lại top 3 những cái tên ấn tượng mà khán giả đặt cho anh chàng Lý Vô Toàn. Xin mời ngôi sao tình yêu. Biệt danh đầu tiên là wow. Quá hay. Cái tên này nhiều ý nghĩa nha. Toàn Thính Đồng. Cái Toàn đó có thể là cái tên của anh ấy, hoặc là Toàn đây là toàn, là every Toàn. Toàn Thính Đồng 100% Toàn. Công nhận cũng đúng. Nãy giờ anh ấy giải thính quá nhiều luôn, bắn hết vào tim em. Quan trọng là em có cảm nhận nó đồng hay không.
đọc này làm gì kìa. Nhưng mà thấm mà, thấm chả là đọc, đọc còn gì. Đọc ác nè, đọc hại nè, đọc quyền nè, hay đọc đáo. Đọc gì, đọc gì. Đọc đào đấy, đọc đào đấy. Còn bây giờ sẽ là dành thứ hai. Ok vậy. Toàn, cũng có một chữ toàn. Thính có một chữ thính. Nhưng mà có hai chữ phía sau nữa. Toàn thính siêu dính. Nghe đâu đâu. Chắc là khán giả cũng cảm thấy bị dính thính giống như em rồi. Rõ ràng là cái thính này có thể dính vào bất cứ trái tim người phụ nữ nào. Xin mời, biệt danh của bạn. Hợp lý luôn. Cái này hợp lý này. Bạn tài tử giống như một cái biệt danh, cái nick Facebook vậy đó ha. Rất hợp. Nhưng mà bạn thích cái tên này không? Dạ cũng thích. Thích hen. Mà em chỉ đợi tên của Hằng thôi. Tôi cho bạn đặc quyền là đặt biệt danh ngược lại cho Hằng trước này. Được thế hả? Được. Tại vì anh ấy là tài tử đẹp trai. Đặc biệt nha. Từ đó tới giờ chưa có hiện tượng xảy ra. Chưa xảy ra bao giờ. Tại anh trẻ anh đẹp tôi ưu ái đó. Hằng hung hăng. Trời ơi, thật đó. Con gái nhà tôi làm gì? Tại vì mình nãy giờ mình đi theo một chiếc hờ, nên mình đi luôn. Được lắm. Bạn dám đặt tên con gái của tôi là Hằng hung hăng thì bây giờ là biệt danh mà con gái chúng tôi đặt cho bạn Lý Châu Toàn thì đón chào biệt danh Hằng. Toàn vẹn ngọt ngào. Rồi thôi. Người ta đối xử với em sao mà giờ em đối xử với người ta vậy hả? Em có biết là người ta sẽ đặt cho em cái biệt danh như thế đâu. Em đặt trước khi đấy mà. Mình phải đáp lại là Toàn phí ta ý tưởng hay là Toàn pháo tượng. Em không biết. Em biết là anh đặt tên như thế thì em đã không đặt như thế này rồi. Thấy chưa? Thấy người ta thương bạn chưa? Người ta đặt cái tên nè. Vừa có tên riêng của mình mà vừa 100% sự ngọt ngào luôn. Và bây giờ sẽ là phần tham khảo ý kiến đến từ tất cả mọi người. Nào xin mời quý vị cầm điện thoại lên. Chúng ta một là có, hai là không. Trao cơ hội cho anh chàng Lý Châu Toàn bước vào vòng trong. Không. Có vẻ có tín hiệu lạc quan. Có vẻ như là hàng xóm có kết nối cho hàng xóm hơi nhiều chuyện nhưng mà thôi đi mà quan trọng là mình có thích hay là không. Cầm điện thoại lên, có hoặc không muốn hẹn hò với Lý Châu Toàn. Nếu như Mai Hằng nói có, ba bạn còn lại sẽ mất cơ hội. Nếu như Mai Hằng nói có, thì ba bạn còn lại sẽ có cơ hội và vượt mất bạn Toàn. Và kết quả là Lý Châu Toàn, bạn có cơ hội được tiếp tục tìm hiểu thôi nha. Chứ chưa được yêu đương hẹn hò gì đâu nha. Cố gắng thể hiện tình cảm của mình nhiều hơn nhé. Nhưng phải nói lời tạm biệt và chia buồn với bốn chàng trai còn lại. Chào bạn Nguyễn Văn Nam ở vị trí đầu tiên. MC và bạn Mai Hằng cũng có một chút tiếc nuối vì không được gặp bạn Mai Hằng. Nhưng mà với quan điểm sống và quan điểm với tình yêu của mình thì rất rõ ràng. Chúng ta chỉ có sống một lần trên đời thôi. Dạ. Nên sống là sống hết mình. Đúng. Yêu hết lòng. Là hôm nay em đã làm chút có thể nghe rất là vui khi được nói chuyện với bạn Mai Hằng. Em cũng rất vui khi nói chuyện với anh ngày hôm nay ạ. Và tiếp theo sẽ là phần lộ diện của bạn Vưu Quý Trọng ạ. Lần đầu tiên thì em gửi lời chào tới toàn thể trường quay, là phải là lời trân trọng nhất ạ. Bạn Hằng không chọn em thật sự em rất là tiếc. Thì hôm nay thì coi như là em gặp với bạn là có một cái duyên gì đó không thể tiến xa hơn, thì có thể là dừng lại ở mức bạn bè. Và em chúc là bạn và cái bạn mà bạn đã chọn á thì sẽ tìm hiểu phát triển cái mối quan hệ tốt hơn nữa ạ. Cảm ơn anh ạ. Ngay sau đây ở vị trí thứ tư đó chính là anh chàng Minh Tiến. Chào Tiến. Chào MC và bạn nữ
lễ chính ngày hôm nay và tất cả các khán giả trong phim trường ngày hôm nay. Thật sự mà nói á, thì tới đây thì là một cái duyên, nhưng mà mình đã không được chọn thì mình cũng mong rằng bạn Mai Hằng sẽ tìm được cái hạnh phúc của mình và sự đồng điệu trong cái công việc của mình. Chào Toan. Wow. Đó, thấy giờ ráp vô một cái là đúng chuẩn ha. Là bạn gái thấp hơn mình tí rồi nè. Và lý do Toan, đây là giây phút rất may mắn dành cho chính bạn khi được đứng kế cạnh người đẹp. Hãy cố gắng thể hiện hết sức mình bằng sự chân thành nhé. Và bây giờ chúng tôi sẽ tặng cho các bạn 3 triệu đồng. Các bạn sẽ tặng 3 thử thách. Đúng vậy. Qua 3 thử thách này, chúng tôi yêu cầu các bạn sẽ phải tái hiện lại từng phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 phương án. Nếu như đưa ra câu trả lời trùng khớp thì qua mỗi câu 1 triệu đồng sẽ được giữ lại. Nếu như không trùng khớp, 1 triệu đồng sẽ biến mất. Ngôi sao tình yêu. Ngay sau đây hãy sẵn sàng với thử thách đầu tiên. Đang đi chơi với người yêu thì nhìn thấy một anh chàng đẹp trai, bạn nữ sẽ sẵn sàng với tình huống này nha. Tình huống đầu tiên. A. Quay lại nhìn chờ. Tối nay muốn đi đâu? Đi đâu cũng được. Đi đâu cũng được. Đi uống trà sữa đi. Em còn muốn rụng nổ màu gì ta. Và bây giờ chúng ta hãy đến với cái tình huống thứ hai. B. Đeo kính để không bị phát hiện. Em thích ăn kem, sushi hay gà rán? Sushi, sau đó gà rán, rồi sau đó là ăn kem. Ôi sao em ăn như heo vậy? Ôi sao em ăn như heo vậy? Thì em thích. Ủa? Hả? Mắt em cái gì vậy? Trời nắng, bao nhiêu mặt trời chiếu mặt em ý, nên là đeo kính. Trời có nắng đâu? Có mà. Đang trong bóng cây mà. Thì anh mặt trời nó lên, nó xen suốt qua bóng cây xong nó chiếu mặt em. Hay là em nhìn người ta? Giờ sẽ là tình huống cuối cùng. C. Khen và nói người yêu phấn đấu. Này bánh xèo ha. Ừ. Xong rồi đi ăn kem. Em thích ăn kem. Em ăn kem hoài vậy? Em nhìn gì vậy? Em nhìn anh ý, anh không thấy là anh ý rất là hoàn hảo à? Nhìn nhá, dáng đẹp này, người ổn này, rồi là ăn mặc phong cách cũng trưởng thành nữa. Thơm. Mình thì hơi phề phà một chút. Hay là bây giờ mình cùng nhau cố gắng để update bản thân, trưởng thành phiên bản tốt nhất của mình. Mình đi tập này, rồi là mình ăn uống điều độ hơn, rồi là mình ăn mặc như thế nào cho nó trưởng thành hơn. Thế được không anh? Ok. Đi, đi kìa. Ôi, bạn nâng cao thượng ha, không ghen gì hết luôn. Chúc mừng các bạn đã vượt qua được thử thách đầu tiên. Nhưng quan trọng hơn hết là cái sự lựa chọn của mình có trùng khớp với nhau hay không. Hãy đưa ra câu trả lời. Đang đi chơi với người yêu, nhìn thấy một chàng trai đẹp trai. Bạn nữ sẽ A. Ngoái lại nhìn trộm. B. Đeo kính châm để không bị phát hiện. C. Khen và nói người yêu mình phấn đấu trong trường anh chàng đó đi nè. Và tín hiệu đã được gửi đi. Thôi sao tình yêu, hãy cho tôi thấy được câu trả lời của hai bạn có đồng điệu và trùng khớp với nhau hay không. Xin mời. Ghê thật. Hai bạn đã hiểu nhau ở thử thách đầu tiên. Khá là khen cho bạn Toàn, bởi vì bạn Toàn là một người rất trẻ nhưng có ý thức khá là cởi mở, không có bị tự ái khi nếu như người yêu của mình khen một chàng trai khác và lại luôn luôn bắt mình phải giống người này giống người nọ. Nhờ ý thức đó, hai bạn đã giữ lại được 1 triệu đồng trong tiền thưởng.
Để đón xem thử thách thứ hai có khó hơn hay không. Và bây giờ sẽ là nội dung câu hỏi. Xin mời. Người yêu đòi sống thử trước hôn nhân, bạn nam sẽ tình huống A gọi điện hỏi mẹ. Wow. Con trai cưng của mẹ. Anh yêu, lâu lắm không gặp, nhớ ơi nhớ rồi đến này. Thế không? Thật. Thề luôn. Mà em nghĩ lâu lắm rồi mình không gặp nhau như thế này. Hay mình ra ở riêng luôn với nhau đi, chỉ có anh và em. Xong rồi chúng mình sẽ lúc nào được ở bên nhau, ok không? Đang định mẹ anh cái nhà. Ok, và nhanh nhá. Alo. Alo mẹ hả mẹ? Ừ mẹ này con trai. Mẹ ơi con có chuyện con muốn nói với mẹ nè. Xin tiền học hả? Con À rồi rồi thôi mẹ hiểu rồi, tới tiền nhà trọ rồi đúng không? Dạ không phải. Hay là giờ xài hết cái tiền mẹ gửi cho con rồi? Cũng không phải luôn. Chứ giờ sao mà đừng nói với mẹ mày lấy vợ nha. Chắc cũng gần gần giống vậy đó mẹ. À, trời ơi con ơi tại sao con lại ăn kem trước là không ăn cơm trước kem? Con nói giỡn thôi chứ con định dọn cái nhà trọ riêng mẹ. Ủa chứ nào giờ con cũng đâu ở chung với mẹ đâu, con dọn nhà trọ đi học mà. Nhưng có ở chung. Coi chung với bạn gái con hả mẹ? Ở được mà phải không mẹ? Gái. Được mà phải không? Ở chung với bạn gái. Dạ. Rồi con người ta có chịu không? Dạ con người ta rủ con mà mẹ. Cái gì? Ok, cảm ơn Tiền Mập. Vẫn bỏ lửng cái kết quả của người mẹ nha. Tình huống B. Đó là mắng người yêu dễ dãi và vẫn đồng ý. Lâu lắm không gặp rồi đấy. Nhớ lắm 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 rồi đấy này. Chắc không? Thề luôn. Ngày nào cũng nghĩ đến anh. Em bảo này. Hả? Em có một ý tưởng đấy là bởi vì mình ít khi được gặp nhau, bởi vì mình ở hai nhà xa nhau, thế sao mình không chuyển đến ở chung với nhau, chỉ có anh và em. Đấy như thế ngày nào mình cũng được ở với nhau. Em nghĩ sao vậy? Sao? Em nghĩ sao em là con gái mà em đi rủ một thằng con trai đi ở chung? Mình là người yêu lâu lắm rồi cơ mà. Nhưng mà người ta đó là nam nữ thủ bất thân. Ôi. Thời đại nào rồi? Mình yêu nhau lâu lắm rồi. Thời đại nào thì đại nào cũng vậy chứ. Bây giờ chừng nào cưới đi. Mình về nhà mình ở. Đấy. Anh rước em về nhà luôn. Nhưng mà sống thử với nhau ấy, đó là một tiền đề tốt để dẫn đến một hôn nhân kết thúc trọn vẹn. Dễ dãi, dễ dãi. Trên mạng nói thế đấy ấy. Nhưng mà em là một người con gái quá dễ dãi. Em, mà anh đồng ý, mà anh đồng ý. Ok, ok. Dễ thương. Trời ơi. Chờ đón xem phương án C có hóc búa hay không. Đừng nói thẳng hơn. Nhiều lắm rồi đây này. Chắc không? Bao lâu không gặp rồi, chả chắc à. Anh thân em mà. Em đang có một ý tưởng như thế này, khá là hay. Mà em phải sẵn sàng lắng nghe nhá. Bởi vì mình sống xa nhà nhau, em ít khi được gặp, cho nên em nghĩ là mình có thể chuyển sang sống gần nhau, như là kiểu ở cùng với nhau luôn. Sống như sống thử ấy anh, như bên nước ngoài ấy. Như thế thì ngày nào mình cũng được gặp nhau. Em nghe anh nói. Hả? Em là một con gái. Vâng. Mà nghĩ sao em đề nghị là em ở chung với anh vậy? Thì mình là người yêu lâu lắm rồi mà. Nhưng mà nó là thuần phong mỹ tục, nam nữ thọ thọ bất thân em biết không? Đó, chuyện mà mình chưa cưới làm sao mà ở chung bộ mình ăn cơm chứ kẽn hả? Em là con gái đó, em nghĩ vậy được không? Thì em nghĩ rồi nhiều khi người ta đồn em vậy em chịu được không? Hả? Em nghĩ bây giờ tư tưởng thế kỷ 21 rồi nên người ta cũng không quan tâm đến mấy cái đấy đâu. Mặc dù á, đó là thế kỷ 21 nhưng mà anh tôn trọng em. Nhưng mà em yêu anh, em có tình cảm với anh thì em muốn sống với anh thì đã làm sao? Thì muốn sống với anh. Em đang bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. Còn học không? Còn. À, rõ ràng chưa? Vâng. Khi nào em ra trường đi, anh kêu mẹ qua cưới em. Ờ. Ok.
đi. Khá là khéo léo, dễ thương và làm đúng yêu cầu của đề bài. Từ chối thẳng thừng luôn. Nào, cầm điện thoại lên và trả lời câu hỏi. Người yêu rồi xong tổ chức nhân, bạn nam sẽ A. Gọi điện hỏi mẹ. B. Anh người yêu dễ dãi và vẫn không ý. Và C. Là từ chối thẳng thừng. Và bây giờ, ngôi sao tình yêu hãy tiết lộ cho chúng tôi được biết rằng trả lời của cả hai có trùng khớp với nhau hay không. Không cần là mẫu đâu, mọi người thấy mà, mọi người hiểu mà, mọi người thông minh mà. Nè, tại sao em dễ dãi quá vậy hả? Anh không thích như vậy. Thời đại bây giờ là nam nữ tụi tụi bất thân. Nhưng mà anh đồng ý. Dễ thương quá. Như vậy là một lần nữa các bạn đã lập lại được một kỳ tích của mình. Đó chính là đưa ra câu trả lời trùng khớp. Tiếp tục 1 triệu đồng được giữ nguyên trong tài khoản. Đừng chủ quan, thật sự bình tĩnh, giữ vững phong độ và bước vào thử thách thứ 3. Và thử thách thứ 3 có nội dung như sau. Hai bạn thích làm gì trong đêm tân hôn? Tình huống A. Đếm tiền. Ui, ôi, cưới với cả xin mệt ơi là mệt. Anh mệt quá. Ê, anh xem này, tình hình hôm nay kiểm tra được bao nhiêu? Gì mà kiểm tra em? Bây giờ phân việc như này, anh đếm tiền, em ghi sổ. Ok. Đầu tiên là sao? Gia đình con Lan phải không? Tiền mập. Lan nè. Tiền mập. Tiền mập bao tiền? 202.000. 202. Ủa, con này trước đây nợ tiền em mà bây giờ nó mừng cho em ít thế này á? Không, mà quan trọng là cái 202.000 đó. Ừ, người đâu mà vô duyên tiếp nhà con mà. Tiếp nào? Nhà bé Lan. Con Lan này ngày trước có phải yêu cô anh không? 7.000. Thôi đủ rồi. Thôi. Thốt chưa, nghiệu cũ thốt chưa. Ừ, cái vào ngày xưa anh tạo nghiệp với nó lắm vào. Không mà bây giờ anh có em rồi. 7.000 kệ, không sao. Dạ, 7.000. 212, việc cần 1.000 nữa là đều đấy. Hoàng gấp bơ. Đại ca. Hoàng gấp bơ. Thằng này bạn tốt anh à. Thế hả? Thế nào thì cũng nhiều tiền. 3.000. Trời ơi, bạn tốt hả? Tiền chơi thân với nhau có lâu chưa rồi. Chưa tiền anh, giờ anh trừ lại thôi. À, thiếu nợ nha, đợt sau trả. Ok. Theo nghĩa lần sau mình đi đám cưới nó là không phải mừng nữa rồi đấy. Rồi, xin cảm ơn các bạn, rất dễ thương. Còn bây giờ sẽ là tình huống B. Điểm danh những người không đến. Trời ơi. Wow, tội rung vậy. Em tưởng là điểm danh những người tình không đến. Ai, cưới với cả xin. Mệt ơi là mệt. Thôi, mệt quá. Mình đi tắm thôi. Này, hình như là hôm nay em thấy có mấy người, phải tầm trên chục người em mời mà không đến hay sao ấy. Bạn anh có nhiều người không đến không? Bạn hình như là có... Hình như cũng có mấy đứa không đến. Một hai bạn. Nhất là thằng Hoàng rapper. Trời, cái thằng mất dậy đấy. Nó hứa cho anh là nè, nó dẫn vợ nó lại, nó dẫn con nó lại luôn. Đi bao lì xì 1.000 đô. Ôi trời. Hôm nay mất tiêu. Cả bà tiền mập đó. Trước đây nhá, em nhớ nhá, em đi đám cưới của bà ấy nhá. Em mừng nhá, 3 triệu tiền mặt liền xong rồi. Đợt mà bà ấy đẻ con em còn phải đến em bẵm con bà ấy cơ. Thế mà hôm nay mất tiêu luôn. Ôi, còn ai nữa không? Em còn nhớ em còn ai nữa không? Có, em mời cả một danh sách khoảng tầm 5-6 thằng yêu cũ của em. Chả không ai đến cả. Người yêu cũ của em sao mà đến? Nè, người yêu cũ của anh nè. 3.000. 7.000. 7.000 thì 3 người. Ôi, thế thì hôm nay bội thu. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Lên giường ngay. Tới bến luôn con tài ơi. Cười xin mệt quá. Không cười nữa đâu. Quá. Sao? Cứ đếm tiền nhá. Thôi đếm tiền cái gì? Có mấy đứa nó có đi đâu mà đếm tiền. Thế bây giờ điểm danh xem có những ai không đi nhá. Điểm danh gì nữa? Thì giờ đơn giản là hai đứa bạn thân của mình. Con nhỏ bạn thân tiền mập của em. Thằng bạn thân quảng cấp bơm của anh. Hai đứa dậy đây. Đi, không? Okay. Rõ ràng là em đợi gì nữa. Em nè. Đi với nhau á. Mình lên giường ngay nha. Khỏe vậy?
dữ. Như vậy là 3 phần tái hiện tình huống của các bạn ấy đã khép lại. Chờ đón xem câu trả lời của các bạn ấy có trùng khớp với nhau hay không. Hai bạn thích làm gì trong đêm tình hồn? A. Đếm tiền. B. Điểm danh những người không đến. C. Lên giường ngay thôi. A. B. Hay C đây? Đâu sẽ là câu trả lời trùng khớp để mang đến cho các bạn 1 triệu đồng? Và kết quả là... Giữ nguyên 3 triệu hay không? Hồi hộp quá. 3. 3. 3. Đúng thôi, bởi vì sao một cái bữa tiệc mình phải đếm tiền lại để coi ngày đó mình lời mình lỗ. Mấy bạn còn trẻ, mấy bạn đâu có nhiều vốn như anh đâu, hiểu không? Chúc mừng hai bạn, như vậy là một tín hiệu tình yêu rất là tích cực. Bây giờ sẽ là phần tiếp theo cực kỳ quan trọng. Các bạn muốn chọn 3 triệu hay là muốn chọn tình cảm trong tương lai đây? Nhưng mà trước khi các bạn lựa chọn, chúng tôi sẽ cho các bạn nghe những sự gợi ý từ khán giả. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả cầm điện thoại lên ạ. Các bạn nghĩ là hai bạn trẻ này có hay không hợp với nhau để tiếp tục hẹn hò? Xin mời! Kết quả là... Wow! Wow! 95% đã nói lên tất cả, mọi người đang rất ủng hộ cho đôi trẻ. Các bạn muốn chọn 3 triệu hay là muốn chọn tình cảm trong tương lai đây? Có những phương án sau đây. 1. Các bạn chọn đồng ý hẹn hò với nhau, số tiền thưởng 3 triệu đồng bốc hơi và quay trở lại với bạn tổ chức. Các bạn chỉ có được tình yêu. Tình huống thứ hai, nếu như các bạn cũng không đồng ý hẹn hò với nhau thì số tiền thưởng 3 triệu đồng thuộc về cả hai, chia đều mỗi người 1.500.000 đồng. Phương án thứ ba, một trong hai bạn đồng ý, người còn lại nói không đồng ý hẹn hò thì toàn bộ số tiền thưởng 3 triệu đồng này sẽ thuộc về người đã nói lời đồng ý. Người không đồng ý sẽ tay trắng ra về, mất bạn, mất tình yêu tương lai, mất luôn tiền. Xin mời câu trả lời cuối cùng trong ngày hôm nay đến từ cả hai. Mai Hằng, Châu Toàn. Trời ơi, nghe cái tờ thôi là thấy hợp. Tình yêu có được đồng điệu hay không? Xin mời ngôi sao tình yêu. Trước khi tới chương trình, em có đem chìa khóa không? Cho anh mượn mở cửa cho tim anh nha. Thì chính tay em mở thì mới mở được thôi. Sao cả rất nhiều người đang đang đón chờ chúng ta. Chúc mừng bạn Mai Hằng và Châu Hoàng. Hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Hai bạn muốn chia sẻ với nhau điều gì? Sau chương trình này anh dẫn em đi ăn. Wow. Đi ăn bánh xèo, sau đó đi ăn kem. Và như vậy ngày hôm nay sự kết đôi của ngôi sao tình yêu đã được thực hiện. Hai mảnh ghép Mai Hằng và Châu Toàn đã tìm thấy nhau. Cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Ngôi sao tình yêu được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Sunrise Media và được tiếp tục phát sóng vào lúc 21:30 thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình được tài trợ bởi bộ đôi ngựa mụn Venture Acne được nhập khẩu trực tiếp từ Ý, mụn rời xa da láng mịn của Sun Pharma. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.